Còn thị trường chứng khoán khu vực châu Á thì đã có sự phân hóa rõ rệt trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi mà chính phủ các nước trong khu vực công bố các số liệu kinh tế mới nhất. Chính phủ Trung Quốc cho biết là hoạt động sản xuất của nước này nước này trong tháng 8 thì vẫn tiếp tục thu hẹp nhưng mà đã có sự cải thiện đáng kể so với những tháng trước. Cụ thể chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI lĩnh vực sản xuất tháng 8 đạt 49,7.